Rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Tiến Tiền Tỷ, và ở tập trước thì mình đã có được một con siêu phẩm, con cá sấu ha, siêu boss luôn, thu phục được em nó nè. Em nó thì nó rất là mạnh luôn á, với lại con Lorex của mình thì cũng lên level tối đa rồi, cho nên trong tập ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ chế tạo lại cho mình cái nón cái đã, rồi lên đường đi khám phá xung quanh, tìm đến một chỗ đẹp đẹp hơn á, để sau này còn xây dựng căn cứ nữa chứ. Đã, đeo vô cho nó full bộ giáp luôn. Rồi, bây giờ thì lên đường thôi. Mấy lần trước thì đi qua hướng phía bên đó rồi anh, cho nên lần này mình sẽ đi ở hướng phía bên đây đây. Vừa đi mình sẽ vừa nghiêng nghiêng xung quanh anh. Ui, hôm nay xuất hiện con mắt ma đây luôn hả? Mình nhớ chỗ này, à chỗ này chỗ con sẽ đi ngon nè. Hôm nay xuất hiện con mắt ma luôn, con này mới nè. Nhưng con này mình chưa đủ rồi, chưa đủ khả năng bắt nó đâu. Mới lên được tới vàng thôi à, chứ chưa đủ khả năng á. Đây thì cây vô thôi, ném mấy đại ca đó ra đi. Mấy đại ca đó ghê gớm lắm. Dọc dọc ngoài bờ biển nha. Em sẽ có chỗ nào lý tưởng để khung cảnh đẹp đẹp để mình xây dựng căn cứ á. Trời tối à, tối xem rồi. Mấy triệu tu vô à. Cấp độ thần thoại luôn mà. Cấp độ thần thoại đó thì cao cấp quá. Bên đây thảo nguyên luôn. Thảo nguyên này thì bình yên quá. Có Paratep nè. Ok, ghi nhớ là khi nào mình cần test á thì mấy cái mạch điện á mình sẽ đem một phía bên đây để mình farm nó, mình tự nó để mình lấy thì mấy mạch điện. Còn hôm nay thì đi vòng vòng phiêu lưu khám phá thôi. Chỗ này thấy vàng vàng, hôm bay là gần thấy xanh xanh cũng đẹp ghê chứ. Cái này con gì đi good food nè. À good food fever thôi. Và nếu mà mình quẹo trong này là mình sẽ quay trở lại với lâu đài chỗ cái cây cầu bằng đá nè. Bên đây thì khu vực đầm lầy rồi. Mình sẽ nghĩ nghĩ đầm lầy thôi. Ui mình thấy con gì thế này nè. Ở một con quay vành nè, quay vành cấp độ silver luôn, có 220 thôi. Dưới này con Namelet này em thích. Bên đây thì trời, khu vực đầm lầy này nhiều quá vật quá vậy. Mình có con nhện gì nhìn đẹp vậy. Bắt cái giống dàm thử thôi. Ôi thôi. Ủa nó dí mình luôn kìa. Con nhện này thần thoại nha. Nghe nó lạ luôn nha. Ủa Dragon em thích nữa nè, thôi mấy con Dragon này nó bay nhanh lắm nha. Là gần nó dí mình, mình tiêu mình luôn á. Silver nữa nè. Quay vần Silver, còn bên đây là Sibino gì bự dữ vậy. Rồi, là quơ luôn rồi, là quơ boss luôn rồi. Ây da. Thêm một con quơ boss nữa. Không dám là gần nó luôn á, hay ghê quá. Chỉ nghĩa thử cái ơi. Fancy. Mùi 1 tỷ mấy máu, cấp độ ghê lắm. 1 tỷ mấy máu với 1 tỷ với 500 level á. Gớm quá. Và sẵn mình nghĩ luôn khu vực đầm lầy cái đi. Ra luôn ngoài này á. Một con nữa hả? Trời. Ngoài này xuất hiện mấy con Sibino nhiều quá. Ủa có con rồng xương gì nữa nè. Rồng xương Calatan Gon. Ồ mà sao nó nốt tem á. Ờ con đó chắc để đánh lấy đồ thôi à. Ngoài đó thì thị phi quá thôi cho nên thôi. Nhưng nghĩ một cái thôi mà hay gớm quá. Dạ chỗ đó phải farm ngon nha. Có mấy con mạnh mạnh ở đó mình farm chắc là được. Nhưng mà có con boss hay gớm quá. Và vô trong này là vô chỗ cây cầu nè. Trong series Vanilla mình đã xây dựng một cái lâu đài ở trên cây cầu này luôn rồi. Qua trở lại một chút với cây cầu nữa. Gần gần cây cầu này có gì đâu. Có mấy con bờ te được không? Mấy con bờ te, mấy con Pedro, mấy con Cano với mấy con khủng long Boston chỉ cây ở dưới này thôi. Cũng không có gì nhiều. Và đây, qua trở lại cây cầu một chút. Cây cầu đổ nát á. Trong series Vanilla là mình đã kiểu như phục dựng lại á. Phục dựng lại cái căn nhà trên cây cầu này nè. Cây cầu được cái là có cái góc nhìn ở phía bên ngoài đẹp lắm. Đây, chỗ này nè. Đứng xuống phía bên đây thì ngắm cảnh thì thổi chơi luôn à. Bên đối diện thì nó cũng giống vậy á. Nó cũng có cái lan can để mình có thể ngắm qua. Hướng phía bên đó là hướng đầm lầy nãy á. Con Tabernacle này bị con Cano dí nha. Trời ơi. Rớt tới dữ luôn mà. Ok. Ồ mất tiêu luôn rồi. À, nó ra khỏi tầm nhìn của mình cái nó mất tiêu luôn rồi. Và sẵn đây thì mình sẽ lên thu tiết ha. Bên đây cũng không có nhiều nguy hiểm bằng cái khu bên đầm lầy. Anh phá thu tiết chút xíu đi. Đi dí một cái. Hôm nay coi như là một tập. Ui. Hôm nay mình sẽ coi như một tập đi thám phá. Con nhện, à con nhện này cấp độ Gon nè. 80 à, cái chùi á. Con Tabo gì, Tabo Allosaurus à. Allosaurus là cấp độ Tabo.
cấp độ chắc phải cũng phải đánh con boss Tamworld á, ở đây Yuuzhan nhiều quá, mình có kháng cho nên là qua phía bên đây mình mặc bộ đồ này thì nó cũng không lạnh lắm. Thêm một Ultimino Epic nữa, 80, 380. Thế ở đây cũng không có gì nhiều. Đó con nhện 80 đó thôi. Nhện đó mình có thể bắt được á. Nhưng mà thôi 80 thì thôi chắc là thôi không bắt đâu. Thì hôm qua bắt được con Angelo thì cũng level 80 á. Con nó chủ yếu để farm farm đồ thôi. Nhìn phía bên đây chỗ này hay có con gì? Hay có mấy Griffin xuất hiện lắm. Đây nè Griffin nè. Ủa con này con Manticore à? À, con Manticore level 520 luôn nè. Quá. Con này thì nhiều bạn nói là mấy con băng thiên vô co trong này là có thể đánh tăng turbo ngon lắm nè, 80 mấy ngàn máu, 30 mấy ngàn turbo mình bắn nó được cái chứ. Bắn thử ra thì có con bọ cạp, mình sẽ đứng từ xa mình bẻ nó, sau đó mình chạy bẻ nó chạy 340 dứt luôn. Con này thì phải chắc chắn nha, bắt siêu nha, mình có 200 mấy mũi tên thôi, bắn một cái nè, đồ không những gì ghê vậy. Chạy thôi. Wow, nó bắn độc nè. Mình sẽ lùa nó lên khu vực nó cho an toàn, cái con này nó bay bay nó khó nha. Đúng rồi, mình chơi lòng vòng với nó. Xa quá không nhìn thấy được nha. Phải gần gần chút xíu thì được. Ôi sẵn tiện đang đi khám phá thấy con này rồi, cho nên là giết luôn. Chạy. Hoài bắn độc theo vòng tròn nó kìa, nhìn chiếu đẹp quá vậy, ngon quá chứ. Tỉa ra đó thì chạy qua phía bên đây liền, tiếp tục tỉa chót. Dạ, chiêu độc này có bạn nói, có nhiều bạn nói là nó có thể gây mê được á, cho nên là sợ mấy con bà te của mình nó xỉu luôn á. Bắn cho một cái là chạy, bắn một cái hai cái gì đó cho mình chạy, cố dồn luôn ba cái, cố dốt gì gan nữa hả, lấy cho đem đi. Ủa thôi gan nó quyền thoại, chết. Có cái nỏ này thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, qua trái tiếp tục lòng vòng đại pháp rồi. Wow. À, nó bắn không trúng mình ha, nó bắn gần lắm chứ không bắn xa. Chỉ sợ nó đánh thường thôi. Vậy là cứ ba ngọn núi này mình làm tới là được. Đây, cơ hội mình đây. Một mũi nữa thôi. Chính, rớt, à, đúng một mũi nữa thôi là nó rớt. Và nó rớt, ai, nó rớt trên bờ luôn nó. Chỗ này vừa an toàn nữa ha. Của em nó thì chỉ cần một cái silver thôi, silver thì chắc là phải về thôi. Vậy căn cứ một cái nha, mình lên level maximum rồi mà mình chưa cộng điểm nữa nè, khi nào mình cần mình cộng vô luôn á, cộng vô cái chỉ số mà mình cần thôi. Silver thì qua chế tạo một đống mấy cái bình màu vàng luôn, còn silver thì thôi thiếu bông hiếm à, trời ơi chế tạo một đống bình màu vàng bây giờ thiếu bông hiếm. À nãy mình thấy có cái tổ hải ly trên này, đây, tiện tay đỡ phải đi farm, lấy luôn gỗ luôn rồi giọt con hải ly, hải ly silver á, lần trước mình thịt nó luôn rồi. Hải ly silver level có những 60 thôi, không hiếm quá. Rồi mình sẽ quất cho một cái thôi đủ rồi. Rồi quay trở lại, con nó chắc không cần yên chuỗi gì đâu, măng thịt con mà. Chúng ta test thử khả năng gây mê của nó. Nhiều bạn nói là nó có thể đánh làm tăng turbo xịn lắm, mình thì cũng chưa biết sao đây. Ủa nó bị gì vậy? Ủa nó đang bị con gì tấn công á? Ủa nó chìm dưới đất rồi. Ủa giờ làm sao? Ôi nó chìm xuống đất như vậy, làm sao mình có thể cho nó ăn được? Trời ơi, chuyển về cái nó bị lỗi luôn không? Rồi mình đánh dấu em nó lại cái. Ủa còn 9 mấy% mà đang giảm xuống từ từ kìa. Có một con gì đó đang ở dưới đất hay sao á?
Mình thì lại không e vô người đó được á. Để mình nhìn phía dưới coi. Trời ơi, có một bay luôn kìa. À, chỗ này nó bị lỗi. Nó bị lỗi địa hình á. Nhìn kìa. Mình có thể nhìn xuống dưới được nhưng mà không có đi xuống phía bên dưới được. Đâu có đường nào xuống dưới được đâu. Mình mới vừa thoát ra vô lại đó các bạn, thì mấy con ở phía bên dưới hình như nó biến mất tiêu hết rồi. Nhưng mà con băng phi con của mình thì nó cũng đã bị, trời ơi, còn ba mấy phần trăm vậy. Nhưng bây giờ thì mình lại không cho nó ăn được á. Biến mất rồi nhưng bây giờ không cho nó ăn được, thì bây giờ chỉ có một cách duy nhất á, là chờ đợi cho nó giảm turbo hết, rồi nó tỉnh lại, nó bay lên phía bên trên á, rồi mình mới có thể tiếp tục thu phục nó lại từ đầu á. Trời ơi. Thôi, nhưng mà biết được nó ở đây là ok đó, chờ đợi cho nó tỉnh lại thôi. Bây giờ thì sẵn tiện các bạn, mình sẽ qua phía bên đây mình thám phá chứ. Mình trên núi này hay xuất hiện mấy con huyết pin rồi lắm, một cái tóc ba ke nữa kìa. Ebit hả? Ebit thì chưa đủ đó, huyết pin nè. Chỗ này là chỗ xuất hiện huyết pin của Vanilla Gigan đó. Cậu Gigan này cấp độ cao nè, 100 mấy chục triệu turbo á. Chơi quá cái này cứu. Ờ đúng rồi, sẵn đây mình sẽ đi tìm xem cái con băng thi cơ nào mới nữa ha. Bắt thẳng con mới luôn. Con đó như là chờ đợi cho nó tỉnh lại cũng hơi bị lâu luôn á. Đó thì đi lượn lượn phía bên này phát. Bên này mật ong nhiều lắm. Chỗ này để khoa mật ong của map Grand Rock nè. Nhìn phía bên ngoài đó. Thảo nguyên này có gì xịn xịn không? Ngoài thảo nguyên này thì nó chỉ có một rapper á. Có Parapet nữa hả? Ừ, tiện tay tiện tay. Xuống mình xin thêm ít cái mặt biển của nó luôn. Để cái rapper đánh chết cũng vậy à. Tử luôn. Dưỡng rồi. Dòm luôn một cái. Ở đây thì an toàn. Xuống đây dành làm bài dịch chuyển ha, 100 mấy là. Đó là chỗ cột đánh boss. Qua phía bên kia là qua bên khu sa mạc này. Thấy là trong CP lần này mình sống bên sa mạc á. Bên sa mạc mình biết có một chỗ cũng đẹp lắm. Chỗ có sẵn đồ luôn á. Bao nhiêu? Legendary hả? Ghê á, con đó bay nhanh lắm á. Bữa bị nó dí một lần rồi cho nên ớn lắm. Đây nữa nè, Wyvern nè, Lightning. À con đó của Vanilla thôi. Ở chỗ này có một cái hang rồng nè. Hang rồng của Vanilla cho nên mấy con rồng nó nằm ở phía bên ngoài luôn. À, qua phía bên đây là đến với lại khu sa mạc rồi nè. Khu sa mạc mình nhớ là đâu đó chính giữa sa mạc á. Qua phía bên đây chút xíu thôi là tới cái có cái tàn tích. Ờ, sử dụng cái tàn tích đó để làm căn cứ luôn cũng ok nè. Đỡ phải xây dựng trong cái series này á. Làm mấy cái cửa kiểu chặn lại á là xong luôn. Đây, phía đằng trước luôn nè. Nhưng mà quan trọng là có nhiều hướng nguy hiểm không nè. Chỗ này có mấy con nhỏ để test đam hợp lý ha. Ở đây nguyên một cái lâu đài luôn á. Chỗ này chỉ có mấy con hiền thôi, mấy con bọ ngựa và bao đi meo ngoài này cũng được. Vào đây cái lâu đài nè. Chỗ này chặn cái cửa ở đây là để che chắn lại ăn. Nó sẽ biến là thành những cái căn phòng của mình luôn á. Phía đằng sau này thì có chỗ lan can để thể ngắm cảnh ở phía đằng sau. Chứ này thì còn có một chỗ để mà mình để mấy con đệ của mình nữa nè. Ở bên đây mình hơi đứng dưới này á. Còn căn phòng của mình thì để chế tạo thì ở đúng trên là ha. Có đường đi lên không á. Không có đường đi lên á. Hơi bất tiện á. Đường đi lên trên này không có. Muốn đi lên là phải dịch chuyển á. Còn dưới này là phải đi phía bên sau lên phía bên trước. Cái đó vòng lại. Rồi nó có thể lên được phía bên trên nè. Hơi lằng hoằng nha. Chỗ này nhìn cũng đẹp quá nhưng mà hơi lằng hoằng. Cái bên qua chỗ cái cầu này thôi cũng có thêm một cái tàn tích nữa nè, nhưng mà tàn tích ở phía bên đây thì nó kiểu nhỏ hơn, nó nhỏ thì đủ xài chứ cũng không cần bự lắm đâu anh. Chỗ này thì nhỏ lắm, mình vô tham quan thử. Trong này là một cái tàn tích nhỏ cũng bị đổ nát nè. Mấy cái này thì chắc là dọn dẹp không được rồi, nó là một phần của cái map rồi cho nên không cho mình dọn dẹp đâu. Chỗ này bích là hết cũng trở thành một cái chỗ này mình chế tạo được luôn chứ. Ngoài này có chỗ khu vườn nữa không? Ngoài này thì có chỗ để thú nè. Bên đây có nước nữa không? Ui, có cây cầu nữa nè. Cây cầu thì làm cái thuyền để cái bên nữa, nhìn cũng đẹp lắm á. Chỗ này đẹp quá vậy. Có nước rồi không? Có chỗ khu vườn trồng cây rồi nữa. Đây, bên đây thì có thêm một cái hồ nước nữa nè. Rồi có thêm mấy con rắp tơ hung dữ nữa.
Ngoài ra hạch có mấy cái gấp tề luôn á. Nó lặn lặn xuống được không? À, chở để lấy nước ha. Lấy nước để tưới cho cái khu ruộng ở phía bên trên này nè. Ruộng trên này giống kiểu ruộng bậc thang á. Được chứ. Yuzivan. Mùa Yuzivan Silver ha. Lại là level 80 anh. Sao nhiều con level 80 quá. Cái này còn có cái này tích gì đó nhìn cũng đẹp rồi. Thôi mình quyết định là chắc là chọn phía bên đây thôi. Dạ, chỗ này ha. Tuy nhỏ nhưng mà nhìn mộng mơ lắm. Có cả cây cầu ở phía bên đây để đi qua đi lại nữa nè. Ok, quyết định chọn chỗ này ha. Nhưng mà sẽ đi vòng vòng sẵn ở phía bên đây rồi. Đi vòng vòng đây khám phá là có con gì hung dữ bên đây không. Bên đây chắc là toàn quái vật không á. Cái gì đây? Con này là con quỷ Gigan mà bị đột biến nè. 3 tỷ máu à. Ủa cả xương nữa không? Lương skeleton nè. Con này con Baruto tốc độ xương. Tốc độ vàng nữa hả? Ôi con này mình bắt được nè. Kaiju, Kaiju. Kaiju Gon luôn. Ở đây Silver nha. Bây giờ mình có thể lên được Gon rồi, Spino Silver nữa nè. Lên được vàng rồi chắc mình sẽ tập trung mình bắt mấy con nhìn cấp độ vàng nha. Con đi coi. Ủa nó đi coi vàng luôn nè. Ờ nhưng mà level hơi thấp á. Hồi nãy là băng ti con kia là silver còn con này vàng luôn. Hay bắt tạm con này á. Con kia chờ cho nó tỉnh lại cũng hơi lâu á. Trời ơi. Mới có đâu á 10 phần 10 hay 15% gì thôi à. Còn đây nữa hả? Nhưng mà con này căng lắm. Con này tới tận gần 6 tỷ á. 6 tỷ máu với lại 64 tỷ á. 64 tỷ turbo. Trời. Con nó hay cấp độ cao cấp quá rồi. Bên đây đúng kiểu toàn quái vật thôi. Thôi chắc mình sẽ thử con vàng nha. Bắt con vàng thử đi. Chứ con kia hơi lâu. Ui con kia giống kiểu boss luôn rồi. Đi xa vẫn thấy tên của nó. Tên nó vàng vàng thiện ra nè. Cua rồi đó. Bên đây toàn quái vật tung dữ không? Thấy gớm quá. Có con vàng bên đây là thấy dễ chơi nè. Thôi được Silver thôi không chơi. Silver nữa nè, Sedino nè. Gigan xương nè. Xương thì không bắt được. Có con này thôi. Mình phải lùa lên trên núi ăn, bắn trái lùa nó lên trên núi. Sau đó thì dứt nó. Trên núi mấy con nguy hiểm hôm nay nữa. Ừ, trái ăn. Chạy thôi. Đi theo. Đi theo gì? Rồi mất dấu hả? Mình bay nhanh quá thì nó sẽ bị mất dấu ăn. Dòm nó. Chạy. Wow. À, con kia bắn màu xanh, con này bắn màu vàng. Bị dụ nó lên sát tới trên này xíu đi. Đúng rồi. Rồi, giọt. Con này thì nhiều turbo hơn á. 90.000 turbo. Nhưng mà được, vẫn chơi được. Thôi từ từ thôi chứ để nó bay không kịp. Cái này mà có con hay gì đó mà mình vừa cửa gì bắn được thì ngon quá anh. Chơi theo kiểu hết em lên là hợp lý luôn á. Nhưng mỗi tội mình có một con bờ te này thôi. Ôi dạ, nó bay không kịp rồi. Quay trở lại. Đọc cho nó một cái anh. Wow, nhìn đẹp không? Bắn là một cái viên cái vòng tròn luôn. Rồi mình sẽ đậu phía bên trên ha. Trên này thì hy vọng là an toàn ha. Chưa có thấm thính trên này nữa. Chót. Kiếm chỉ đâu bằng phẳng cái mình đáp xuống mình tỉa cho nó vài viên. Rồi nó lại tiếp tục bay. Chót. Đó. Bắn cái là dày tèn cái khu vực đó luôn mà. Mỗi lần mình đáp xuống mình cố gắng dòm ít nhất phải 3 viên đạn cho nó. Không biết vô trong giữa vòng tròn nó bị gì không. Ui không sao hết á. Nghe xì 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 nhưng mà không sao hết rồi. Đó hoài. Qua đây thì đi. Tấp sữa nó chuyển sang trạng thái bỏ chạy đó. Chót. Ui sát bên luôn. Gần quá. Bây giờ mình sẽ làm một chuyến đi về cái đi ăn.
lấy đồ ăn cho nó một cái. Chắc là kịp á, vừa tới luôn á. Vừa tới thì mình cũng vừa về. Wow, nếu mà mình dịch chuyển về là nó sẽ hiện ra cái con cá sấu của mình á. Còn chỉ xanh xanh hết hồn mà tưởng đâu có con gì đó gần gần đây. Và đây à. Bây giờ thì lấy hết theo đi ha. Lấy hết theo có gì sử dụng luôn. Ủa phải xa quá à. Xíu rồi. Lại rồi 100% luôn. 60 thôi ăn. Level 60 thôi mà căng vậy đó. Level tầm 500 mấy 600 chứ còn hơi ghê hơn nữa. Rồi luôn chịu. Ờ hên quá không chịu. Một cái thôi. Bing. Lâu rồi, chưa đói à. Con này thì chắc là lên cửi liền được. Cho nên là gấp con bờ te mình vô đi. Đó, lên cửi liền được liền. Bỏ luôn chắc chơi cho em nó một cái. Con này thì mình sẽ cũng chắc chơi cho nó một cái đi anh. Đó, yên cửi không đây. Măng ti một cái. Măng tiếp, à măng ti co nè. Măng ti co thì chỉ có yên của Silver anh. Vậy thì mình chưa có nguyên liệu để chế. Có thể cho nó sử dụng yên Silver được. Ở đây hay chuột phải. Đây rồi. À, chiêu này là độc anh. Nó sẽ ở phía bên dưới, còn mình ở phía bên trên mình xấy cái chiêu này thôi là được. Đó. Con này mấy chục triệu turbo mà nó tăng lên kìa. Chưa hết mấy trăm k rồi anh. Con này để dành bắt mấy con đi bộ là ngon. Thôi test test như vậy thôi. Còn chiêu này là để giống như kiểu chào. Nhưng mà con này không có đánh thường được á. Chuột phải rồi chiếc xe á. À, chiếc xe cũng vậy luôn á. Chuột phải với xe giống nhau. Trang nhau mà. QR O Control. Không có chiêu á. Phải đậu đất á. Thường thường Phan Tico là nó hay có chiêu đậu đất là nó sẽ thay đổi cái chiêu của nó đó. Mình sẽ đậu cho thử á. Đây ít coi. Xe. À, xe cũng bắn xung quanh. Chuột phải á. Quả là quẩy quẩy cái đuôi rồi. À chuột phải là có khi nó wow, có khi nó quẩy quẩy cái đuôi. Mình cho anh Quy. Ờ Quy cũng có chiêu nè. Wow. Khi mà đậu dưới đất nó khác nữa nè. Chiêu R. Như cái vòi nước luôn á. Nó bắn xung quanh để bảo vệ nó. Đó, còn O thử coi. À chưa O không có anh. Khi mà bay lên phía bên trên thì chiêu R thì không sử dụng được á, chiêu Q cũng không sử dụng được. Nhưng mà khi đáp dưới đất á, là chiêu R với chiêu Q được. Q nè, còn R là ngược lại. Đó, chiêu R nhìn đẹp không? Cái này có Gigan hả? Gigan Silver này mình chơi nó tiểu luôn được á chứ. Đấy, bên kia có một rộng không vậy á. Bò lên chanh đẹp đi được rồi. Ủa nó tiểu luôn kìa. Con này phải lên tốc độ với stamina, chưa hết hết stamina rồi. Trời ơi. Cho nó nghiêm nhảy một cái. Ui bảy mấy điểm nè. Chút stamina, chút tốc độ đi. Ai cho nhanh á. Đi một chút sức mạnh. Ờ mà con này lên sức mạnh không ổn. Con phải lên máu. Làm tăng cơ. Làm tăng cơ để gây turbo á. Rồi lên tốc độ cho nó. Bay lượng né chiều cho nhanh hơn. Còn sức mạnh thì mình cũng chưa biết có còn không nữa. Cho nên từ từ tính sao vậy. Mỗi lần leo xuống con này hơi khó anh. Mình sẽ lấy con bờ te của mình qua để mình chia cho nó ít thịt đi. Bỏ cho nó để cho nó có phút thôi. Đó bây giờ thì bay nhanh rồi nè. Hợp lý anh. Không có con băng ti co kia thì có con màu vàng cũng được. Con kia thì trời ơi mới 30% à. Tầm 25% thôi. Còn lâu lắm mới tỉnh. Con nó chờ mình tỉnh lại, chờ nó tỉnh lại cái mình bắt đem về luôn á. Làm bộ siêu tập Mantico cho cái series lần này luôn cũng được. Vậy là mình quyết định rồi. Mình sẽ bắt đầu định cư ở chỗ cái khu vực phía bên đây đi. Nhìn nó cũng đẹp á. Và đây rồi. Giúp cho một cái nè. Tiểu liền. Nhưng mỗi chiêu này dễ bị tụt level quá. À,
À, sử dụng chuột phải mới có thể lấy được thịt. Hèn gì hồi nãy mình lấy thịt không được không? Căn cứ mới. Bây giờ thì tele một trái. Một bộc phát. Đó. Đem hết mớ đệ tử của mình qua phía bên bển nữa. Rồi, bạn dịch chuyển thì mình sẽ để ở phía bên ngoài đây cho nó khó nha, đỡ bị dính díu vào phía bên trong. Đây, để đây đây. Rồi, đặt bên đây là nhà mới này. Đây, nhà mới nha. Bên kia là chỗ căn cứ cũ thôi. Đó, cái này rảnh rảnh mình nghiên cứu, mình bắt đầu bích bích nó lại anh, làm những cái ô cửa đó, chặn nó lại, làm chỗ này cho nó đẹp đẹp hơn nữa là ok luôn. Còn mấy con đệ của mình thì mình có thể để nó phía bên ngoài nè, hợp lý luôn á chứ, như là con Dodo Silver nè. Còn đối diện thì bên đây thì lấy thêm mấy con Bigfoot nữa đó, cho đứng đây một cái. Hai chiều chiến binh của mình, cá sấu thì cho nó nằm dưới hồ nước này luôn chắc cũng được á. À chưa hả? Trời ơi, lần trước mình chưa có chắc cơ cho em nó hàng gì. Rồi để đây đi anh. Đó, sắp xếp ở trong cái khung viên của cái căn nhà luôn. Rồi em cá sấu thì để cho nó nằm ngoài hồ nước. Đây rồi, cho nó nằm đây đi anh. Đúng kiểu cái hồ nước này sinh ra dành cho em nó luôn á. Ở trong này thì mình sẽ bắt đầu để nó đây ăn. Đó, nó bắt đầu sẽ farm một cách tự động. Đó, lụm mình nè. Đó, ngon lành, mình sẽ lụm cái trứng đi ăn. Em nó sẽ dọn dẹp ở đây tự động cho mình, farm được Imperi tự động các kiểu luôn. Trứng thì mình sẽ bỏ ở trong này đi. Măng ti cơ thì xuống đây cưng ơi. Em nó thì đu với cái đuôi. Đó, đôi cái đuôi nó được ha. Băng tiên co này có thể để trên nóc nhà quá. Con này để trên nóc nhà là hợp lý nhất. Ok chưa? Mình ngon hẳn này. Bắt điều hết anh. Anh đi cho nó cái. Vậy là trong tập ngày hôm nay anh đi khám phá thì mình quyết định là chọn được cái khu vực này để làm căn cứ nè. Sống trong series lần này thì chắc là sống bên sa mạc luôn đi anh. Còn cái con Măng ti cơ kia thì trời ơi chắc phải chờ đợi rất là lâu luôn á, nó mới bắt đầu tỉnh lại rồi mình sẽ bắt nó lại từ đầu á anh. Dạ, trong tập ngày hôm nay thì đi khám phá bắt được thêm Măng ti cơ, mình có thể đánh tăng tower rất là ngon nè. Con kia thì phải chờ đợi là. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy như video của mình cũng như series Alaka thì đừng quên cho mình xin một like video để mình biết bạn thích, mình làm tiếp cho bạn cùng xem nha. Còn bây giờ thì bye bye.